Rồi, ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả. Mời bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đêm nay sẽ tiếp tục làm thêm một cái bát 58 nha anh ơi. Một cái bát 58 nha anh. Đó, lúc nãy bát 57 thì anh Tùng đánh giùm cho anh Tùng thì có thể là gọi là về bờ anh em ơi, đơn giản cũng gọi là về bờ. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái bát này xem liệu sẽ ra sao nha. Đánh lúc này thì sẽ đánh cho anh Long hơn 60 con đặc biệt. Và với anh Hải hơn 30 con nữa thì khoảng 100 con đặc biệt anh em ơi. Và một con đặc biệt thì tương đương khoảng 550 cho đến 600 xu anh em. Thì 100 con nhân cho 550 đi thì sẽ tốn hết là khoảng 55 kim, 55.000 xu. 55.000 xu thì khoảng 55 kim nè. 55 kim nhân cho giá đơ 67 thì tốn hết cái bát này cũng hơn 3 triệu mấy nè, 3 triệu 6 nha nè. Còn anh Tùng lúc nãy cũng hơn khá nhiều nè. Anh Tùng cũng cả trăm mấy con lận, cũng 3-4 triệu á. Thì anh Tùng cũng về bờ. Và giờ đến anh Long. Rồi. Rồi anh Long ơi, thả bớt sở anh Long ơi. Vô, khui hạng. Căng giờ, căng giờ. Rồi, thả đây, thả đây, thả đây, thả đây. Thả đây. Thương ơi, như Hương. Thôi. Anh chết, hai bữa với. Kể gì vậy? Kể đi. Rồi, cái máy rồi đó. Trời. Trời ơi, Long thả chỗ nào sao Long đánh Long? Gì? Ôi, ôi anh thả chỗ nào sao con thấy em Long đánh. Anh bị lắc. Ai biết. Rồi, bị sao? Sao con kia rồi. Con thấy yên không quýnh chứ sao anh biết được. Rồi, ok. Xa quá sao ta mình gió gió nó mới đánh được nè. Rồi, đến thử Long. Con của độc thì nó búp bùa mà con yên đó. Ừ, thấy yên này nó nghĩ hầm đậu xong. Rồi, lên sang. Con kim đang lăng một ngày 10% rồi. Tính ra là nói chung là anh Tùng thì cũng gọi tương đối về bờ nè, chứ không lộ lắm. Tại vì anh Tùng thì tính sơ qua thì khoảng 120 con đặc biệt. Thì khoảng tầm khoảng tầm 3 triệu rưỡi cho đến 4 triệu. Thì anh Tùng thu được mớ đồ như vậy, khả nghĩ cũng về bờ nè, không lỗ. Đỡ nói bắt anh Tùng 57 không lỗ được. Về bờ mớ đồ là không lỗ. Rồi, nhặt nè. Quên rồi, con này nhặt hết giết nhẫn. Tới con tù ơi. Rồi, họ sẽ đưa anh Long xa bờ hay về bờ đây. Anh họ sẽ đưa anh Long xa bờ hay về bờ đây. Nói chung là anh Tùng về bờ nha anh em. Với lúc nãy anh Tùng khoảng khả nghĩ anh Tùng tốn sẽ khoảng tầm hơn khoảng 60 kim ấy, khoảng 4 triệu á. Thì anh Tùng thu lại khả nghĩ một mớ đồ đó cũng ok ấy. Không lỗ lắm đâu. Rồi, tiếp theo anh em ơi. Ừ, anh Tùng hơn 120 con đặc biệt mà. Thật gì lại không quýnh được rồi. Ủa, thật gì không quýnh ta, vì sao vậy? Xem thử xem mana có không? Có. Mà nó bị lag sao? Rồi ok, nó bị lag. Sao anh không dối tới nữa. Đứng mẹ là ngày này đánh luôn nè. Rồi. Bật cho nó cái giao dịch lên rồi lỡ lag. Đỡ buồn rồi, ok. Khuya rồi nó buồn ngủ đấy. Đi luôn về nhà mua nữa mà về. Đơn Long đi luôn hả? À, ok. Trong bờ mà anh Long ra bờ, không phải về bờ. Chẳng biết là ai về bờ, ai ra bờ đây. Rồi. Lầm tiền. Lầm đồ. Rồi, cố lên. Lầm chậm 30, ẩn cái 2 có sinh lực đây lật lên, phải cho em xin chứng nhận phải. Chưa, toàn 20 em ơi, 20 thôi, 30 không có. 30 có, một cái anh xài đây. Anh Long lên thất đợt sâu này là ngon nè á. Ok luôn. Nãy giờ đánh khá nhiều nè mày. Đợt sâu này ngon nè. Nó đi về Trường Sa, Hoàng Sa luôn anh em. Dây chiền, kim. Long như con Long. Năm mấy con? Năm mấy con đặc biệt. Thì anh Long khoảng 60, anh Hải cũng ba mấy là khoảng 100 con á. Ít đâu. Á thâu đầu dữ vậy. Ừ, thâu đầu gớm thiệt. Rồi, ôi, không biết liệu ai gì sẽ về bờ nha nè. Thức khi mới biết đêm dài anh Tùng nhảy thâu nhiều lòng. Lòng thâu nhiều lòng. Ê đừng bút kia. Ê ngừng không sao. Em tắt rồi. Rồi làm đây. Xanh là anh Long xanh là còn được, nhưng còn ra trắng là to. Nó còn đồ xanh là còn được, tại vì trên đầu còn may mắn mà. Có xanh có đỏ là Long mới vui đúng không? Rồi đâm xong con này em về bỏ đồ này. Anh Long coi nghiên cứu một cái con nào đó nhặt đồ tầm trung này anh Long ơi. Đồ tầm trung, mới đồ tầm trung này thì chắc con đỡ em con thì tí nữa anh về em gom hết. Chỗ em không có chỗ đỡ đâu, không có chỗ chặt, không có đồ, không có chỗ. Rồi khui này. Bắt năm 18 cho anh Long thử ra bờ không? Đồ 15-30 không kháng cả. Kim, sinh lực nội lực. Số. Ai cái nhẫn luôn anh Long ơi, sinh lực 120. Khá là 4 thằng quá.
Nãy bên kia em có một cái nhẫn làm sinh lực 137 á. Nè, ôi ngọc bội nữ anh Long ơi, cái này nam là ngon rồi. Sao? 22, 30 sinh lực, lực đẹp luôn, vái chướng. Ừ, nam ừ, từng nam là ngon, đâu sai. Ôi, 19, 30 nữa, 6 dòng ngon nè. Số sức mạnh 16 là kích đồ. Đồ, trời ơi, gia truyền kháng băng đẹp chưa, mà không có kháng cả. Kháng cả 11 rồi nãy cũng được. Ừ. Chồng muốn mới là chồng muốn nhìn phèn vái chướng con ba ba anh rồi rồi ra cái đó là cái đó với cái của ông nam là chung luôn á, để em cặp đáp qua lên. Trời ơi ngọc bội xin ôi ơi kháng kháng độc 25 đó đẹp mà 530 sốt luôn ngọc bội. Đây 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 quay qua đây thôi đây đây chống được làm lấy cái này hả lấy cái này hả em nói hết mẹ này là đứng 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 góc nào cho con nào đứng đây em vứt mất ảnh tầm trung cái đồ tầm trung cho anh cầm. Ờ rồi rồi về quăng cho anh nè quăng cho anh mất okay, okay. Con ôi trời ơi con thổ này từ từ con thổ này từ từ đánh đủ thôi đợi đánh thổ đó nha anh ra đánh nhặt luôn nè ra đây đâu 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 này nè em bói rồi cái nào cùi cùi em vứt luôn nè cái nào được được em đỡ cho anh trời kháng độc 20 số cho tổn sức mạnh không nhận sức mạnh này nhưng anh nhận sức lực này cho ngọc bội 530 sinh lực là lực đẹp dữ ta tưởng 40 á cho tổn sức mạnh không rác anh Long ơi số sức mạnh 16 kích đồ này ai được nhận kháng hỏi 21 anh ơi dòng một ngon này anh ơi sinh lực luôn nha nhận này mất đường môn đang đi chuẩn năm hành là thèm lắm luôn ấy nha. Sinh lực được bao nhiêu cả? Sinh lực 101 được vứt lại em đã được anh cho anh Tùng cái nó được anh Long ơi. Vứt lại. Đâu 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 đâu. Đây 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 lấy cái này đẹp anh Tùng ơi. Đó, tí lấy. Cái này đẹp hơn ấy. Nhìn là em thấy cái đó đẹp hơn. Rồi còn nào? Không cái đường bao anh Tùng anh nhũ luôn. Cái này ngon chứ? Ngon chứ. Thì em muốn nói đường môn nhìn phải chạy giải mà. Trời, bán đồ này anh Long làm như làm này, bán gì bán Long ơi. Em thấy không ừ, thấy có chứng nhận phải không quả mình lâm mà không có sinh lực một bộ nam mà sinh lực được đẹp vậy hết chỗ rồi hết chỗ bán không trâu nữa chẳng đưa cái một bộ nữ qua cho để đây 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 để xíu đi ok rồi tên thả cái đó khỏi chứ chặt rương nha đồ chặt rương rồi nha đồ cái nhận kháng họ 21 mà không có chó nữa chó là đẹp luôn rồi anh Tùng về lấy cái nhận luôn anh Tùng ơi lòng đường mày lấy cái nhận xài luôn nè. Nhẫn này đẹp đấy. Trường Dương à? À Tường Dương Bách ở này, Tường Dương Bách. Trời, ba cái ngọc bội trắng gương gốc. Nhẫn 530. Nhẫn 530 là tí, sinh lực lực này em. À sinh lực có 6 điểm mà, cùi quá. Ba cái độ. Đây này. Đâu rồi? Tùng đâu? Không dịch. Thầy vô nhẫn anh đang xài là đẹp hợp lý luôn. Cho em cũng được. Dưới đất. Rồi, lầm anh, đúng rồi. Ok. Rồi, cái nhẫn 19 đó anh em anh cứ chia sẻ lại anh em là chia sẻ. Đâu em tí lấy cái nhẫn này em 530 này, lấy không? Nhẫn đó cái nhẫn nó sinh lực lực ít hơn nhẫn em đang xài này. Rồi, ít hơn cuối. Rồi, cuối bắp không. Rồi. Tiếp tục ra nhận đồ. Rồi, tiếp theo anh em ơi. Bắt này bắt 18 không biết anh Long có dưới bờ không đây. Ấy giờ nãy giờ xa bờ rồi đó. Xa bờ hả? Mới cái mấy con mà xa bờ vậy, mới có chục con mà. Còn nhiều. Mở đường rồi. Hàng còn nhiều. Mở đường mở lần mở 7 con á. Lần mở 7 con này. Thổ. Mà 3 lần vậy, 4 lần vậy. Ừ mấy cái đó ngồi bán cũng có người mua nữa. Phải là Tết mà. Nhưng mà bên này khá là biến bán đồ em ơi. Anh em chủ yếu anh em trong bang xài vứt qua cho bán gì. Mấy đồ này làm biến lắm. 50 vạn, 100 vạn cũng bán được ấy. Nhưng mà làm biến bán lắm. Rồi ngồi bán tới rồi mấy con adder bảo trì nó mệt. Chả muốn bán đồ. Long ơi. Khui ha. Long Long. Cái lọc bộ Nam 40 sinh lực đồ lực đẹp dạy còn bán không trâu nữa người nói rồi. Ừ, nó không trôi nó thấy chết thiệt. Còn nó hơi bị đẹp luôn á, con Long sai hơi bị đẹp luôn á. Ừ. Con đó mà gặp mọi nữ là tôi thì cứ quăng cho con thấy yên xài thôi. Nữ xấu quá. Con nào là xấu là đẹp đẹp giống nhau. Xin tao mua 15 kim đó ông. Ừ. Khui. Nhẫn dây chuyền có truyền thổ nha. Có truyền thổ nha. Ngọc bội.
đánh nhanh rồi đánh tiếp tục bất đại nữa mày, làm thêm mấy chục con bất đại nữa. Em đứng ờ muốn phải là bất đại nữa mà đây đợt mà mấy dùng con bính chết tới bài sáng tháng lần 5 con đánh 15 phút chết một lần em, 15 phút chết một đám em. Ừ, 15 phút tại vì một thí yên hai đường môn là cứ được rẹt em, anh đường môn nữa anh cứ phật một luôn, anh liên tục cái nói này nữa thì thôi nhé. Cứ khỏi chơi luôn. Em hả em có một cái con bất đại nữa. Nó trong bài trong phái nè. Để đưa đừng cho giảng. Nó trong phái nè. Bất đại xong đánh. Rồi cái này xong cái này ngừng nha Lâm ơi. Đỡ bói đồ cái cho nó chặt rương á. Tại vì nhiều quá. Vì chuẩn bị xào đồ đây. Cơ bạc anh nhau về phút cuối Lâm ơi. Xin cái ngọc bò chống 30 ạ. Ồ chống 30 dòng 1 là không có nữa. Không có. Ôi. Đâu có nào trong vòng 2 đâu, vòng 2, vòng 2 này của anh Long bán được ấy. Long chuẩn mấy thằng chuẩn nó hoàn bán được của anh Long mà anh em. Long nào mua hỏi anh Long thôi, hỏi anh Long trong bang mình thôi. Được giá anh bán thu vốn rồi nè. Này được mà 22 30 đẹp. Ôi trời nhiều. Rồi con thủy này nó cố gắng được như đây. Ôi trời, về bán nhanh mấy cái này lên nhận tiếp đồ anh em ơi. Nhiều quá. Ôi. Số. Ai đồ tiếp tục nữ về bờ làm chồng cũng mua sinh lực lực hơn ơi. Đẹp nha, đi đẹp nè, được được mà không biết có choi hay không đó do anh Long của mình không biết. Sinh lực lực làm chồng mua đẹp nha, đẹp hơn đẹp hơn Tùng đúng không ta, Quấn Tùng đẹp hơn, Tùng đẹp hơn, Tùng sinh lực trăm mấy trăm số mấy rồi lại nhận nữa, lại nhận làm chồng mua nữa, rồi 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 về bờ về bờ về bờ về bờ, rồi tiếp tục mới thấy cái nhận chồng 40 nữa nè mời về bờ nha, hai món rồi nha, hai món 40 rồi. Số cắn độc 16 sinh lực trong 52 được đó là ai này sao khải hai ba góc này thay trời sinh lực nỗ lực sinh lực nỗ lực cũng cao này, mấy ngọc bò này cũng đẹp đấy số cho mấy ngọc bò hay kim sinh lực nỗ lực á keo á chạy quăng lên luôn khải cắn bằng 20 mà là hỏi long này, hỏi long này, hỏi long á số một nhằng 540 sinh lực được số ít số cắn lôi 15 chừng hóa một ngọc bò này cũng được rồi chứ, sinh lực lượng được rồi chứ. Số. Trời ơi, nhận chón 730. 70. Trong 40 đi. Trời. Rồi, được hai món nha Long ơi. Hai món cái nhẫn với lại cái trời, ba nhẫn 530. Từ nha, mấy cái nào hot hot em đỡ lại tới em lại cho bên em xem nha. Qua đây nè. Một cái nè. Phải chẳng lấy cái gì? Đây phải chẳng lấy gì đây. Đây ngọc bò kim sinh lực keo á. Này sinh lực cao đây. Kêu sinh quăng đó. Đấy sinh lực 152 đó, dưới đất cái này. Chạy lấy. Rồi, mấy cái này đó. Sinh lực lực cao luôn này. Mấy cái này sinh lực cao này. 120 thân pháp này. Mấy cái này có giá đó là nhanh lông ảnh sử này. Đó. 140 này. 130. Ờ lại là tới trong kết đi. 130 cùi quá. Bước luôn. Ấy tới như lần tới đang xin cái nhẫn 130. Sinh lực 9 ít em. Một nhẫn nè. Đâu cho em xin nè. Đồ xanh nó tới. Lâm Triều Anh ai nữa đây. Đồ nào tới lái vậy. Này hay dữ người ta. Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh. Đồ nào. Này này Lâm. Sự cấp VIP á. Sự cấp VIP mà đứng nhặt đồ của người khác. Mình thích thì hỏi món gì cho anh Lâm đúng không. Rồi lên. Nhặt đồ anh Lâm. Lâm không dùng nhặt mà biếu. Rồi mấy đồ tầm trung ơi. Mấy đồ tầm trung còn đồ được bên này em đỡ lại bên này. Cho anh em xem. Đó. Được 20 món rồi nè. Đó. Rồi tiếp tục lên. Lâm. Yeah. Tiếp theo. Nhẫn thổ ấy. Nhẫn thổ kháng băng 21 đấy. Nhẫn thổ kháng băng 20, làm chậm 20, sinh lực 10x đó. Lần mới có. Lần mới có. Lần mới có. Kháng băng 20, sinh lực 10x hay sao? Thì nhẫn độc 20. Nhận đó chứ được lấy những thì em chậm 30 xin được 90. Nhận đó thì nhận thân băng của Như Hương hỏi cao lắm, còn kim hơn, còn không mất lắm. Thằng có anh ơi, trên này chút nữa. Thằng đó là nhiều. Nó lướt qua cái gì? Cái của em nó có cái nội lực không à, cái sinh lực yếu. Vừa rồi là có cái 30 sinh lực 97, nội lực 7 ít em. Làm chậm 30. Đâu làm chậm 30 sinh lực 96, nội lực 63. Đúng rồi. Ngon. Rồi. Tiếp theo, gọi làm cái gì bờ nha Nam. Long gần về bờ đó. Lúc đầu Khải xanh là cứ một con là 800 xu, 850 xu nè. Tầm này còn 500 rưỡi, 600 đúng không anh Long?
5.500 đúng không? Ừ. 5.500. Đây Hoàng Hiếu ơi. Nó trong phái nè. Nó này nó đánh 16 và S16 ra nè. 16 á. Tối mua lại à? Đâu cho mượn đi, mai mượn tiếp. Tối kia là nó cho em mượn. Trận tống kia 11 giờ gầm nó vô sấy thử. Đợi tống kia 11 giờ ngày mai em đánh cái nọ này cho anh em xem. Tống kia 11 giờ. Cái nọ đấy là mấy thứ phải biết. Sắc Linh nói được công nữa, đúng rồi, cái này được bãi khỏi chơi luôn. Sắc Linh nói được công 200, bãi chướng. Quá đẹp luôn. Ui. Rồi, anh Nai rồi, lô. Đây. Bên đó chạy đi ép giùm em một cái vòng tay hoa đào hoa mai, ép mọi thứ một cái đi là đủ á. Bên này hết rồi, bên này vừa cắn một cái nữa, chuẩn bị cắn một cái nữa hết rồi. Sợ không đủ thời gian. Qua nam nhật trắng, 50 xu với lại 20 vàng. 50 xu với 20 vàng là xong. Ừ. Đâu có cái kia đâu. Không có kìa. Cái gì vậy? Từ. Rồi rồi đợi tới nữa ép cho. Quăng trên đi ép. Chi mới công. Đứng đâu em? Nào có mấy chị công dạng nói nha, em lậm một rương trên đây nè. Yeah, yeah. Tương Dương bắt đi. Đi ép đi chứ mấy công em phù rồi, mấy công em chạy là mất thời gian. Đây. Rồi. Tương Dương bắt. Đây. Xuống góc dưới, xuống dưới này. Đây. Cầm 20 vàng với 50 xu ép được hai cái đó cho em. Được 20 phút may mắn. Okay. Còn quá tửu đại với Thiên Sơn em cắn cho. À, tiếp theo. Đừng lưu chạy đi ra mấy công. Rồi. Chưa có cái nhẫn nào, chó con hỏi 10. Có cái nhẫn. Xong rồi anh ơi. Cố ra cái nhẫn chó 40. Cứ hỏi 17, 18 là được. Chị Công Định dốt nói nha, em cho nè. 4 cái nha, 4 cái tí rồi. Ủa sao, nãy sao mua đi. Hứa thành không có anh ơi. Không có chứ, có tôi đi rồi chứ. Khui, đồ anh em thôi được. Chị 1 phút nữa em xuống thuyền, mua chi không cha. Ý là không có đi, không có. Đây là khả gì, thầy nhận 530 lúc nãy lấy anh Tùng sang đường cá nhân 130 này. Đó, nỗ lực đâu? Đó, nỗ lực 145. Đó, hợp lý, đậu nhân này có chơi luôn. Đó, thầy quan nhân này. Trời ơi, nỗ lực 700, kéo thêm được 50 nỗ lực nữa nè. Má nỗ lực này đánh tông kim mà cực mấy cái hết mà nè. Cực mấy cái hết mà nè, bực vãi chướng. Cắn lắc như nữa, cứ thì thôi. Đó, mới ra được cái nhẫn này cũng được. Bù được 50 mana. Tăng lấy 200 điểm nội công. Rồi, tăng điểm nội công phí điểm anh ơi. Rồi, tiếp theo. Về đi. Khui. Đây, 9 con cuối cùng này. Rồi, thả luôn lần 9 con rồi mày. Thả luôn rồi. Khui. Trời, giang lúc đọc 40. Rồi, lại khăn hỏi 19 nữa anh Long ơi, cũng được ấy. Rồi, đấy. Không có chó nữa nè. Chó 40 nữa, mình cần. Lại dây chuyền nữa. Dây chuyền làm gì? Ờ, được, nhẫn này như Hương mua được này, chứ mua chi nhẫn kia. 18-40 xin lực này, được này. Đó, mua nhẫn này này. Ừ. Mua nhẫn kia mua làm gì? Trời ơi, thay vào cái chó chỗ này, cái tôi mang cũng đỡ đây nè. Trời, cái chó nhẫn 2. Đâu. Số. Rồi, xong bản 20. Ôi, xin lực chấm 20 luôn. Ờ, cất đồ ngon nha. Cất đồ ngon thì không bán được. Cất đồ. Ồ, lấy chi công lệnh về Quế Đồng Bắc đi nè. Khăn họ có 7 thôi, làm rồi, cười quá. Xong. Có 15, xong. Đây nè. Xong. 520, mấy cái này giống nãy nè mày. Rồi. Mấy hàng trên thì không có gì hết. Đây. Được một cái nhẫn chó này chứ vứt shop rồi anh Long. Đây nè anh ơi. Đây làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ. Mấy lời chán. Cái nhẫn này. Đây xuống đây. Góc này. Góc này. Đây. Cái gì gom mấy cái nào lọc ra cái nào để làm như tụ tẩu. Rồi. Còn mấy món đồ nào bán được giá khoảng 2-3 kim, 2-5 kim em đỡ lại em cho anh em xem. Rồi khui. Chỗ được 3 món trời. Tiếp theo anh em ơi. Nó trong bài trong phái, nó trong bài trong phái. Rồi anh Tùng cầm 37 con bị lên ơi. Lông hết đó. Cứng lần thả 7 con, lần thả 7 con. Con xin cái nhẫn nha, làm chậm 30 lông. Đây. Tương Dương anh. Bóng tới cục. Ờ không trời. Tương Dương bỏ. Rồi, bắn thủy nữa nè. Ố lông hết luôn rồi. Nhận cái hỏ cái tài lông. Hỏ 19 đó anh. Em luôn. Tôi đưa anh Tùng cái 19 rồi. Rồi, tiếp tục khui hàng. Mới cánh quá tử Thiên Sơn. Nhẫn nào? Nhẫn 19 cho em nuôi. Ok, cảm ơn Long nhiều nha.
Ôi trời, cái này có 3 bóng con mà ra mớ đồ làm ơi. Thôi. Rồi, 56 cun khế hốt. Súc mạnh sao. Trời ơi, xấu dòng mà chóng 20 anh em. Buồn ngơ gốm luôn trời. Nhắn này đỡ lại không Long? Phục hồi thể lực này. 9 điểm. Đấy chưa? Đây 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 đây. Để lại nước phù để chứ. Ra. Nó không có đề đồ mà whip luôn không? Trung 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 trung. Sinh lực cao này, sức mạnh nữa. Trời, 530. Không lâu 17, xe xe mang được à. Nó cao luôn trời. Trời ơi. Không kháng cả luôn. Căng lôi 15. Đồ, tầm trung không? What the hell? Mày mang chín. Trời, mày mang chín. Mày bơ ra, mày bơ, mày bơ. Mày bơ, mày mang chín, vãi nồi. Đâu, món đồ xanh này mang chín em thiệt sự luôn là quá cao luôn Long ơi, đầu vãi trướng. Ngon nha, cái này anh đang bán ngon nha. Vãi trướng, nè anh Long có người cần nha Long, cái bội này có người cần ấy. Vãi trướng. Rau luôn, rau luôn Khải ơi, để giờ giữ rau luôn. Vãi trướng nha bội. Cái này mà thời anh Trung mà chắc trúng luôn nha. Đúng rồi, trời ơi, thời anh Trung bán cái nhận bẫy không, bán bẫy cũ. Cái mày mang chín, cái này nó một mẹ của ngập bội đây. Không, không không tính ngập bội của kia nha anh em. Là cái đó là nó một anh em. Vãi chướng ngập bội. Trời ơi làm chồng 40. Quay cho ngập bội đẹp vãi chứ. Đeo gì em đang đeo cái 25 rồi, đeo gì cái đó. Đeo cái 25 rồi đeo gì nữa. Ừ. Vãi chướng. Anh Long hết luôn, anh Long hết boss rồi anh Long. Hết rồi. Đỡ. Anh Long vừa bờ cái đó anh Long ơi. Đâu anh Long vừa bờ được. Cái mày bán 9 ông nội ơi. Đủ tiền luôn anh em ơi. Mày bán 9 vãi chướng. 1 triệu 2 triệu ông trời. Hai chị không khai. Cái này hơn ấy anh em, hơn ấy. Em nghĩ là hơn ấy. Trời ơi. Không biết sao không? Cái này tại vì ngọc bội nữ nó có giá hơn cái nữa. Ngọc này, này. Em nói nè, ngọc bội nữ không phải một phần là giữ cái đúng nói. Mà cái ngọc bội nữ á, nó cao lắm là chị 4 năm mà nó không có 6 luôn, không có 7 luôn, không có 8 luôn. Cái này bước phát 1 lên 9 luôn nè. Vãi trướng ngọc bội. Chúc mừng Long nha Long. Vãi trướng quá ngon luôn trời. Quá. Ngon ấy, cái này ngon ấy. Cứu được cái cuối cùng cứu được cái. Cứu được món này. Cái này để lại cái ngọc bội đó bán giùm anh Khải. Ok ok để bán nha. Em rau em bán giùm cho. Ôi trời, món này hiện tại server chưa có luôn. Bây giờ món đó rồi. Anh lọc ra cái rồi ok. Đó, từ từ nha. Của anh Long rồi đó nha. Từ từ, từ tới này em chốt đồ nha. Từ từ nha. Đây. Bây giờ em sẽ bỏ qua một bên. Long một bên đúng không? Đây. Để em làm xong xếp đồ của anh Hải nha. Xong em làm video cho em xem đợi chút nha. Món này không có giá này. Vượt một người một mấy chín này. 30. Đã cho anh em xem em ơi. Xíu nữa là nó lọt bên Hải rồi. Ừ, xíu xíu lọt bên Hải rồi. Mấy này thì không có giá này, bức tranh Long này. Rồi, anh Long làm giả tấu này nọ này. Thắng lôi 19, 17 là mấy này cho xe cho nghe mi trong băng xài nha anh Long. Đó, shop này. Có. Shop này, xin lượng lực thắng lôi này. Đó nè. Xin lượng lực thắng lôi. Long ơi. Em ơi, Long ơi. 140 nè. Thắng họ chốn 23, 22, 30 nè. Được vải kim 19-30 này thì mấy người nào sai hiệp cốt định định quốc mới đang kích được nè. Rồi rồi anh Tùng lên mình cho đây anh bị đến anh Tùng này, đây làm chậm 40 Sida nó bao nhiêu 18-40 đó, làm chậm 40 đó. Rồi anh em nhớ là phía bên tay trái này là của đồ của anh Long nha. Đó, năm cái ngọc bội này với hai cái nhẫn này của anh Long nha. Đó ok chưa? Đó rồi. Còn lại tất cả cái chỗ này vứt cho anh nè. Rồi ok. Có 10 tên lọc ra tên lọc đi. Đó. Dạ tẩu này. Chúc mừng Long về bờ nha Long. Ôi ra cái ngọc cái nhẫn đậu xanh. Ngon quá. Ôi nó xuống rồi anh Long, xuống rồi kìa. Lâm chịu anh tới rồi. Rồi này Lâm chịu anh tới rồi. Sợ quá sợ quá. Rồi. Rồi ok. Đến Tùng này. Lâm chịu anh tới rồi. Bây giờ sẽ đến thả đến Tùng ơi. Quên thả đến Tùng đúng rồi. 37 con thả anh đây. Đúng rồi. À ngon quá chưa. Đúng rồi, giờ chân được 2 đến 3 chạy ngon. 7 con, 7 con. 7 con, Long 7 con. Rồi, cứ đứng im đó luôn anh, thả xong đứng im đó luôn. Rồi ok, tiếp theo là đánh cho anh Hải nè. Tiếp theo lần này đánh cho anh Hải 37 con, kèm với anh Long lúc nãy số chục con là bắt này gần 100 con nè. Ở bắt 58 này thực sự là về bờ cái ngập bội mình bắn 9. Ôi trời ơi luôn. Rồi ở bắt 59 này thì Khải cho anh em xem lại cái xếp mình bắn của Khải nha. Nhiều anh em không tin chứ xếp mình bắn này Khải đã lên đến 60 mấy phần trăm rồi nè. Đây. Ngọc bội Khải vừa nhận được cái top cá nhân mình bán 25. Đó, kèm với cái nhẫn mình bán 25 là 50. 50 kèm với cái ngọc cái gia truyền mình bán 7 là 57 mình bán. 57 mình bán kèm với cái nhẫn 5 nữa là
Hiện tại là 62, 62 kèm với cái này nữa là 63, 67 may mắn nha Nam. 67 may mắn. Đó. 67 may mắn. Rồi 67 may mắn nha Nam. Sẽ đổi mấy con khả 67 may mắn nha Nam ơi. Ngày đầu những lúa về luôn Nam ơi. Ờ quán Ngọc Boy đọc đọc nhắc nhô nhầy luôn Nam, đến bây giờ chưa thấy luôn Nam. Ôi. Trời ông Tùng nhặt đồ bên kia sao anh em? Trời ơi. Lô lô lô, anh Tùng bên đó nhặt đồ sao vậy? Bên này không nhặt được gì vậy? Bên đó nhặt đồ sao á? Kiểm tra đi. Không có nhặt gì hết. Không nhặt gì hả? Sao bên này nó rất quá trời, nhặt cái 1 2 món người ta, 2 4 6 7 món người ta, 8 món người ta. Đồ, cái quán Ngọc Bòi con lòng vừa quán về bờ luôn đó. Cái đó cỡ tầm 2 3 triệu luôn. Ừ, tầm này giá đó đẹp em ơi, bay ra phát 1 luôn. Tại vì một bội nữ nó thấy yên nữ cũng dễ kích. Nữ nói chung nữ có giá hơn nam em ơi. Đỡ mà nói mấy nữ có giá hơn nam. Thanh nhẫn may mắn chín thì sao ta? Rồi, con chín thì còn dữ nữa. Ngọc Bội may mắn 2 triệu năm giao dịch luôn nè á. Anh Long báo anh Long. 2 triệu năm giao dịch luôn. Bán luôn đi. À, ok, ban Khải vào Vietcombank đây rồi Khải giao dịch cho người Hiếu Nguyễn ơi. Đó, thiệt sự là cái Ngọc Bội đó là gọi hàng no 1 server luôn, hàng độc luôn đó. Ai mà đang sở hữu ví dụ như là trừ Khả đi, hiện tại Khả đã có cái Ngọc Bội 25 rồi, nó Khả không cần. Đó. Phải nói gì nói chứ anh này. Em bán nó để anh em mua lại đó mà còn tiếp anh em ơi. Rồi ban đi, Hiếu Nguyễn thiệt sự mua ban nhanh rồi Khải về cho. Ban nhanh 2,5 triệu luôn, trên live luôn, bán nhanh trên live luôn em. Bán cho anh em người anh em may mắn luôn. Rồi sẽ đồ Khả mới lên tầng trang này nè. Đó, Ngọc Bội set hiệp cố. Đó, nó trong ban, trong phái. Nó này nó mượn nè, không phải nó Khả nha nè. Đó. Dày cho ăn 40 đài thủ lý 500 nón thủ lý 500 bao tây đó nhận. Rồi chuẩn bị tiếp tục anh Tùng, anh Tùng anh gơ còn đó anh Tùng ơi, chuẩn bị đánh bót đạn ơi, lâu 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 ok anh ơi, chuẩn bị bót đài để nên anh ngủ mất tiêu rồi, để anh ngủ mất tiêu rồi. nhận đồ đã nhặt xong cái bát này rồi em gì em bói rồi anh Tùng cứ thả nha, anh Tùng cứ thả cũng bình thường nha. Làm như cái may mắn kia, cái hồi chưa có cái gọi là mình không tới nó không ra may mắn à. Này đúng là may mắn quá trời. Được muốn biết rồi chưa á? Được một vài món rồi em ơi. Dạ nhẫn nhiều nè, chuẩn bị xin nhẫn khăn băng nè, của anh Nai nè. Đang đánh nè phù Trần phù Phạm ơi. Giờ mong ơi. Rồi. Ủa này rồi, của anh bướm tiểu hả? Này của bướm tiểu. Bướm tiểu. Rồi, tiếp tục thôi. Hàng về không? Rồi, có ạc sẵn để lắp lắp. Ok, có sẵn lầm đây. Rồi, cái gì sinh lần 170 mấy ghê. Ờ, sinh lần 176 luôn, vãi chưởng. Ui, nội lần 160. Sinh lực lực quá trời. Ôi, cho 40 cũng được đây, cho cái 30 nè. 30. 20. Đâu. Chọn 20 cái này shop, này Sida và chương. Chả có gì. Sida. Không bằng 1. Trời ơi, 220. Ủa không bằng à. Shop. 130. Shop luôn. Trời ơi, 920. Vãi chưa. Shop luôn. Sinh lực 153 cũng được. Cái này là Ngọc Bội Kim được đấy. Shop luôn. 520, shop luôn. Rồi ok. À, anh ơi, đây, chỗ nào đây? Xuống đây. Xuống đây. Ba cái đồ này không có giá thì anh em cứ còn đồ nào giá trị Khải đỡ lại Khải cho anh em xem anh em. Giá cả những món đồ nó đẹp đẹp, còn món đồ này không có giá nữa mà. 15 nhẫn may mắn chín này Khải. À, tiếp theo. À, được ra lần thử thực sự là cái này là quá đẹp nè mày. Lấy đồ Khải ơi, quá trời đồ. Ok ok. Đồ đây. Lấy đồ đây. Đó, rồi. May mắn chín hàng no 1 server. Trời ơi, quá trời quá đất. Nằm mơ. Ờ, tí nữa có cái thời gian dạ, đồng đồng. Thời gian chúng đọc nào có mấy cái thời gian đọc đó. Nhưng mà bòi đấy thu là cái thử về bờ nè. Bòi thu về bờ. Bây giờ người ta đánh bot nhiều mà. Này người ta ngủ rồi. Được chứ. Này người ta ngủ rồi nè. Ờ có cái nào nhẫn mà chúng đọc 20 30 để lại cho anh Khải quăng cho anh Khải. Chúng đọc 20 30 hả?
vừa rồi ok con đó tao vứt làm nhà tao qua thổ này thổ chết nè khui đó nhận của Long nó chứ đâu đó kìa đó nhận kìa một nhận hai chiên nó tiếp tục anh Nai ơi khui khứng lần bảy con thả ra muốn nhờ nhanh đỡ tốn mình đỡ tốn mất thời gian may mắn nữa nè em mới kiếm may mắn nữa rồi khui ha cái ông đó lại treo vậy đầu server may mắn mắc lắm em server nào trả dạy tầm này thì chắc cũng tầm trung thôi những người mà chơi may mắn thì ít chơi lại á đâm ra nó không có giá bao nhiêu trời ơi cái này còn dòng một cũng được anh em dòng hai không có chó gì không có chó nữa chứ trời dòng 20 liệu ai server bờ đồ chó 20 anh em 11-20 đủ lại kháng hóa nữa đủ 15 trời 3-40 anh ơi chỗ cấu thiên lập kiên lập diêu hả đúng không kiên lập diêu con đường môn đó ừ. đúng rồi okay. cứ vứt nó nhận đồ dụng thành nó rồi tự động nhận thôi nhận đồ dụng thành nhận tất cả là được rồi tiếp tục quá, mới đi rửa tay quá đi rửa tay khi mi nhận may mắn như Long rồi là khỏe. Trời ơi, nhận may mắn chính là thì vô đói nữa. Nhưng nhận đó mà mắn chính thiệt rồi vô đói thì cũng đỡ rồi đó. Ừ, nhận may mắn chính vô đói nữa. Thực sự lần đầu tiên mình đi xanh mà ra một cái ngọc bội may mắn chính luôn, bó tay luôn nè. Xưa giờ anh Tùng còn là bồ nguyên ai đó. Lòng bán chơi lòng. Còn em, khả năng giữ luôn đó. Khả năng giữ rồi. Ờ, tao gom xe tao bán luôn cho dễ. Đúng rồi, con được gom xe rồi. Không, nói chung là cứ ra thôi, ra trước, ai mua trước bán trước. 16 rồi. 16 rồi. 16, kiếm em cái kia này 19, 21 gì. Kiếm thêm nhận 5 nữa là set 21 là có người mua liền chứ. Còn thâu là lên 27 luôn. 16 rồi. Lên 27 luôn. Còn thâu còn hai cái nhận 3 nữa. Hai nhận 3 nữa đây. Rồi, nhận. Chuẩn bị về bơi không anh em ơi. Lần này thì sự bánh 58 được mua cái đồ dễ bán rồi, bán lẻ anh Long. Nhận nó hôm trước hãy mua 45 kim ấy. Nhận mấy bánh 5 anh em 45 kim ấy. Tập bàn nó hết một rương rồi đó. Đợi dành, cố gắng đợi dành anh này. Lỡ đâu ngày mai bắt đầu ai đợi cho nộp làm được. Khỏe. Ai đi bắt ngày mai giao hợp đó. Có khi là ngày này mới mở mới. Rồi tiếp tục anh ơi. Rồi về bói này. Con thì kim mic à. Sinh lực nguồn lực. Trời ơi, sinh lực nguồn lực. Rồi cháu 40 40 kìa. Cái 7 điểm. Cụi vãi. Sinh lực có thấp quá. 15-30 21 10 số 2 số. Trời 9-30. Đủ không lên nổi 40 nè. Không lên nổi 40 nè. 20 nữa. Đồ sinh lực lực. Ngon lành cành đào luôn. Cái này mà 25 là đẹp nha. 25-20 cũng ngon nha. Cái 5 điểm. Trời ơi, cái nhận 6 dòng thủy. Đồ. Nó gần ra độ đẹp đó anh em. Toàn thủy 5-6 dòng không à. Thủy nhận thủy đây nè. Nhận thủy con. Nhận kim. Rồi vậy nói này ơi. Mang đôi sinh lực lực nè. Rồi quăng đi quăng. Lên nhập đồ rồi quá trời đồ. Nói đi. Hiện tại giờ chưa có món nào có giá trị nào mà bán luôn anh em. Toàn đồ tôi nhận cái ngọc bội 40 mà si đào quá. 40 si đào vậy chưa à. Ê ngọc bội 40 này lái Full đồ kìa à, ok. Rồi một cái chiếc. Hết đồ. Hết bố chưa cài. Hết này. Còn 5 con nữa à. Rồi, thả luôn đi chứ còn lại gì nữa. Đúng rồi, chết. Chưa có món nào về bờ anh ơi. Chết. À, có đâu. Full cuối lúc nào cũng hốt được hụi cho chót cái đó. Full may mắn nha, full may mắn nãy, full may mắn luôn nè. Thiên sơn quá tựu các kiểu là đủ luôn nè. Thế Long không? Thế Long hốt con tuần cuối thôi chứ hốt phần nào. Không là bạn Long cũng đi xa. Không, Long đi xa, chẳng có đâu. Mày trốn luôn. Mày trốn luôn. Rồi, như đây, nhẫn. Trời, nhẫn. Rồi, những con cuối cùng em ơi.
không biết xảy ra gì đây. Ở bát 58 này thì cũng đánh khá nhanh em ơi, có 100 con mà, tại vì đánh lần bài đặc biệt á, thả một chỗ tại cái góc này nó đánh rất nhanh nè. Nên là anh em xem đừng quên trong like chia sẻ nha. Sau này Khải với anh Tùng sẽ đánh tiếp tục 15 con bất đại nữa nha. 15 con bất đại nữa. Nay còn một bất đại kìa. Rồi đánh anh Tùng chứ. Tùng chờ nãy giờ. Anh Tùng buồn ngủ lắm rồi đó. Rồi khui. Tùng mai có đi làm không? Không rồi. Cứt dữ. Bị anh đi làm. Phải không? Phải giờ bỗng rồi chứ. Không, bói đồ. Bói đồ. Mặt set này mà bói đánh đồ ra bói mấy đồ đó mới ngon quá. Bói mấy con bốc đại mới ngon, nó ra đồ đẹp lắm. Đúng rồi. Bốc đại ra dễ còn ra để phòng thủ một lý. Giờ ra phòng thủ một lý lắm. Bốc đại là ra phòng thủ một lý không. Rồi, đây chỉ còn đợi nữa thôi anh em ơi. Nói lần cuối anh em ơi, để bán anh em ơi. Rương không chỗ để anh em ơi. Đừng có chỗ để ơi. Xong như này ơi. Chưa tới giờ sao đi không? Hai giờ mới đi luôn hả? 2 giờ mới đi được chứ. Rồi, đây xem con bé này cho anh em xem. Đó, anh Tùng. Đây anh em. Bây giờ bot đại này quýnh một con, 3 con là tầm 15-20 phút. Ủa, không thả bot lý mặt sau anh Tùng à? Không, bot đại trước, bot đại trước. Bot đại trước đây. Đang tiện rồi đây, thả bot đại trước. Tưởng nay giờ mấy hôm dành bot đại không có chỗ thả, chậm lắm. Mai đánh đi. Con này anh từ tiền, à thôi. Ủa, cái con lý mặt sau là ngày mai hết hạn hả? Con này ngày mai hết hạn phải đánh. Ngày mai hết hạn. Đánh luôn đi. Ngày mai anh Hạng đưa đủ tính ra đi xử lý mặt sầu cũng được mà, cái gì đâu. Đưa lý mặt sầu đi xử luôn cho. Quýnh luôn cho nó nhanh luôn. Quý mạo với lý mặt sầu là một chỗ á. Ờ, cái chuyện anh ơi. Để rút tiền đã, cái con này tốn tiền lắm. Rồi, vậy rút em. Quý mạo với lý mặt sầu là một chỗ đó anh ơi. Ờ, còn anh Tùng ơi. Rồi, anh quý mạo em thả cho hai con đó một chỗ nữa, quất rồi. Khui này. Trời, không kháng cả. Không làm đâu. Cho quay quái. Ôi. Đồ kháng độc 22 này, cái này lông mà cứ xài cái nhẫn này lấy sinh lực kháng độc 22 ngon do giả đang này. Nội lực 113 kìa, sinh lực 183. Nhẫn này đẹp này. Còn cái nhẫn anh đang xài kia không anh thua. Ừ, cứ đưa ông Hải đi mà nó không Hải. Đúng rồi. Đưa Hải rồi xin nó lại. Đúng rồi, chứ ông đâu xài chị đâu mà. À, ngọc bội này được này. Ngọc bội này như con thiếp lâm em cần thì sao em hỏi thử rồi. Đã đẹp một tí. Lâm ngay tương nhân lợi quan luôn anh này. Vẫn hỏi lâm này. Ờ, ngon này. Ngon không có chó nữa, có chó 20. Là ngon. Ơi, lại mấy cái nhẫn chúng độc 20 đó. Trời ơi, chúng độc nữa. 20. Không kháng cả. 20. 10-30. 20. Ai bây giờ đừng cái. Đó. 40 làm chậm. Ôi, phục hồi 9 đợt. 9 giây, 9 điểm luôn, đẹp nha. Xin lực cho 47 luôn. Đi liên đấu là đúng bài luôn á. Ôi, chiếc nhẫn đó. Nhẫn ngon này. Nhẫn ngon quá luôn á. Cái đó nhẫn anh Tùng mua được. Ồ, nhẫn này ngon quá trướng. Đánh cái này đánh nhẫn tăng trưởng môn này nọ là nó được phục hồi nha anh Tùng. Mua hoặc là đổi cho anh. Ừ, anh cái đó đợi mai em nói chuyện không hại cho. Mai nói nó ngon. Đăng đi liên đấu đúng bài luôn anh. Không liên đấu, liên đấu không tính. Chỉ tính tăng trưởng môn thôi. Tăng trưởng môn á, nó có phục hồi. Tính tăng trưởng môn thôi. Đồ ngọc bội. Ôi giờ cái chứng điểm ông cầm cái nhẫn này đi tầng những bom ngon thì vừa sinh lực sau con anh chưa chín nhấp bạn luôn nhé. Ok hai con mặt thật của em đến Tùng ơi, cố ra đồ ngon đi anh. Rồi anh Na đợi em xíu em tổng đồ với nha anh em. Rồi em đánh cho anh Tùng nha. Rồi ok anh em ơi, và lần này thì đâu rồi, lô Long ơi, cái này đưa cho ông Hải rồi, tại vì anh Tùng không biết đâu, đưa cho anh Hải rồi. Không, có nhận cái nhẫn độc 20 xin á. Xin cái nhẫn cùi á, xin nhẫn cùi. À, nhẫn độc 20. Nhẫn 20 á. Đây hả? À? Cái nào? Đây, ok. Đâu, cái đồ xịn thì quăng qua đây nè. Rồi, ok, rồi. Đây. Hiện tại đâu, anh dùm lụm giùm em mấy cái này nè. Để em chút anh ai, để em tổng đồ nha. Anh Long đợi xí em giao dịch lô đồ nha anh Long ơi. Rồi, để em chút em giao dịch liền. Đây. Đó, tổng cho nay được mỗi cái nhẫn thôi, chứ một cái kia thì chẳng có gì nhiều. Là được cái nhẫn ngon, nhẫn ngon chứ. Để em tới nha, em giao dịch đồ giờ. Rồi ok anh em ơi, ở bắt 58 này thì tổng đánh cho anh Long với lại anh Hải, anh Tùng anh thì đây anh em ơi, tổng đồ của hai người như thế này anh em ơi. Anh Long thì được một mẻ đồ như sau. Okay, bỏ mấy boss này vô trong cho anh em khỏi bị chặt, khỏi bị lộn. Đó, hai người sẽ nghe cho anh em xem. Rồi sẽ làm một cái video nhỏ cho anh em xem lại đó. Đây anh em,
Đây, ở lần này thì bắt em 18 thì được một cái nhẫn mây, một cái dây, một cái ngọc bội mây bắn 9 em à. Một ngọc bội mây bắn 9 nè, thiệt sự quá đẹp em ơi. Ngọc bội này hiện tại server chưa có ngọc bội nào đẹp như thế này nha nè. Rồi. Đó, ngọc bội này thì đỡ mà nói thì bèo lắm, giá cũng từ 2 cho đến 3 triệu nè, khoảng 30 kim cho đúng 40 kim. 30 kim đúng 40 kim ngọc bội này, thiệt sự quá đẹp luôn. Nếu mà ở đầu server thì ngọc bội này như anh em có theo dõi lúc nãy, anh em có định giá nếu mà cái này mà đầu server phải hơn chục chai nè. Nếu anh em xem server anh em sẽ biết. Tầm này thì rẻ rồi, sau 3 tháng hơn thì những món miền bánh thì cái kiểu dân chơi của người miền bánh đánh miền bánh nó ít lại nè. Nên là ngọc bội này cũng dạng hàng độc á, chưa có cái món nào như thế này luôn nè, miền bánh chính luôn nè. Đó. Giá thì cái này chắc cũng tầm 2 đến 3 triệu là đẹp luôn, hợp lý luôn. Được giá thì có thể bán được, bán giá hơn giá một chút. 22-30 cái này sinh lượng lực bán được tầm 2 đến 5 kim khoảng tầm vài trăm nghìn, 2-300 nghìn. Rồi ngọc bội này thì chắc là shop thôi, ngọc bội này làm chậm 40 không có dòng gì hết, cũng gọi là tương đối 1 kim 2 kim rồi đó. Rồi ngọc bội này cũng tầm 2 kim là khả nghĩ 1 đến 2 kim thôi, không có nhiều anh em ơi. 9-30 gọi là tầm được chứ chưa đẹp lắm. Rồi một ngọc bội thông pháp 10 làm chậm 40, sinh lượng lực 110. Đó, cái này thì cũng được 5 đến 10 kim. 5 đến 10 kim là khoảng tầm 300 nghìn cho đến 600 nghìn. Đó, nếu bán được giá. Ở nhẫn 140, sinh lực lực nhẫn này thì bèo lắm cũng được cũng tầm 5 đến 10 kim nữa. Khoảng tầm 300 đến 600 nghìn. Đó. Ở nhẫn 1840, nhẫn này chắc cũng tầm được 1 kim cho đến 2 kim là khoảng 100 nghìn cho đến 150 về đồng đồng. Đó. Cái chân này là của anh Long. Đó, còn dưới này này. Cái này được nhẫn kháng độc 22, sinh lực lực. Cái này chắc được 1 kim cho đến 2 kim. Cái này quay quái. Cái này thì cũng kháng hỏa 25 cũng tầm được. Rồi, nhẫn 530 sinh lực 1 lực. Nó sinh lực có 33 530. Ở được nhẫn này nè mày, được nhẫn này gọi là siêu phẩm của cái anh này nè. Sinh lực 147, thông pháp 12, nỗ lực 25 và 540 và phục hồi thể lực 9 điểm. Nhẫn này nó có tác dụng là ở trong đánh tăng chủng môn nè, thì nó có tác dụng phục hồi thể lực nè. Nên là những nhẫn này thì thực sự nó rất có giá trị ở những cái người mà chuyên đi bơ ca đánh ở tăng chủng môn. Còn nhiều anh em comment là đánh liên đấu thì liên đấu không được nha, liên đấu không được nha. Tăng chủng môn thì được nha. Tăng chủng môn thì cái dòng phục hồi thể lực có tác dụng nha. Rồi cái này cái gì? 2230 này cũng cao lắm kim. Rồi. Ok rồi. Ok anh em vào là bắt bộ năm 18 này thì thu được những vật phẩm như vậy anh em ơi. Rồi anh em xem video đừng quên đỡ lại cho Khải hơn 200 like ở video này và tiếp tục Khải sẽ ra tiếp tục bắt 59 bắt 50. Bắt 59 60 cho anh em xem nha. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ cho anh em ơi. Và chúc anh em ngày mới vui vẻ nha.